mập ăn một mình nên mập dứt hai cái đùi trước chứ ăn có ăn tiệc đồ này kia là mình đâu có được ăn hai cái đùi với như vậy đâu. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người thấy quý một con gà hoành tráng không? Hôm nay Mập ăn cơm gà ta ấy, mọi người. Mập ăn cơm gà nguyên con luôn. Mời mọi người thưởng thức với Mập nha. Mọi người thấy cái cái dáng của con gà này giống như nó thách thức Mập không? Nó kêu giống như là hãy ăn em đi. À, mập để nguyên con một lên mập xé ăn nha mọi người. Đây chân. Cái này á, mập mua ở gà ta Tường Vi 200 270 một con là gơ. Là gồm cơm với lại gỏi với lại bộ lòng luôn á mọi người. Dạ đây ngon lắm mọi người ơi. Mập ăn ở đây mấy năm rồi để mập xé từ từ nha. Đây ở trong còn nước quá trời luôn nè. Rồi mời mọi người ăn với mập nha. Mập ăn với lại cơm nước mắm. À, nói chung sở thích ai ăn muối tiêu chanh thì ăn, ai ăn nước mắm thì ăn nha mọi người. Mập thì mập thích ăn nước mắm. Gà ở đây á vừa dai vừa giòn mà vừa mềm nữa chứ, nó không thể nào mà diễn tả được nổi, nó ngon lắm mọi người. Ăn gà ta nó có dao không rồi, cái da ở phần ngon nhất của con gà gà ta, còn mấy gà khác á thì cái da nó bở nó mới ngon, còn gà ta là da xuất sắc luôn. Đây mặt sang miếng cơm nha. Cơm này là ta nấu với nước luộc gà đúng không rồi nên nó vàng vàng béo lắm, ngon lắm. Mập sẽ ăn lòng nha, ngon lắm rồi. Giỏi nè. Giỏi á. Thì có anh Bắp Khải nè,
chuối rau càng cua á mọi người, sắc ra trộn trộn chua ngọt ngon lắm. Trứng non vừa ăn lắm luôn á. Mập ăn một mình nên Mập dứt hai cái đùi trước chứ ăn có ăn tiệc đồ này kia là mình đâu có được ăn hai cái đùi với như vậy đâu. Ngon lắm mọi người. Wow. Cảm giác con gà hôm nay á, cái thịt nó mềm hơn gà hôm bữa mà ăn. Hôm bữa mà cũng có ăn một con rồi, mà cũng quay một con nữa mọi người. Mấy cái clip đầu á, gà nó có vẻ nó dai hơn cái thịt nó. Đau quá. Hợp thích ăn gỏi đây cực kỳ luôn. Thịt nó còn nước luôn mọi người. Cánh nè. Ớt.
Ngon quá mọi người. Cái ớt thì lúc nào cũng vậy, nó có vẻ hơi khô khô một tí. Ngon quá. Bữa giờ mọi người mặt bằng buổi tối bây giờ một có ý giống vậy nè, thường á thì lúc trước á mà quay buổi tối, nhưng mà bây giờ mà thấy là có bữa lặn bữa hợp, có nhiều khi á cái mình bận á cái không có ra clip đều được. Nên giờ mà có ý định là mà sẽ quay trong một ngày, mập sẽ quay hai clip luôn, rồi cái mập sẽ nghỉ vào ngày hôm sau, nó xen kẽ vậy đó. Cái thứ nhất đó là sẽ có clip đều cho mọi người nào. Cái thứ hai đó là sẽ có cái lúc mà mình nghỉ ngơi nữa, cái lượng mà đồ ăn nạp vô cơ thể của mình đó, ngày hôm đó thôi, còn ngày hôm sau đó mình hết thi lại. Mà tính là vậy á, nhưng mà để sắp xếp lại coi sao, nói chung như vậy nó ổn hơn đó, mọi người vui cả nhà. Tranh thủ á, thức dậy cái quen chút vậy đó, rồi để đó tối về riết cũng được, nói chung để tính toán lại mới được. Mà dự định là sẽ vậy á mọi người.
Da nó giòn giòn thật thật, đã thiệt luôn á. Sang cái lưng nó nha, cái bao câu thì sợ bị hôi quá. Chân ái cái này mới đã nè. Đúng ngon lắm mọi người. Nhưng mà bơi hơi bị hại tí. Cái này vậy chứ còn xương không à. Nói vậy chứ tí nữa cắt clip, tắt clip xong á mập cũng dĩ dĩa lại tí còn thịt bỏ ổn lắm mọi người, thấy nó còn xương với cái đầu với cái phao câu. Đảo quá mọi người. Thế là xong bữa sáng rồi đó. Mai mốt á mập sẽ dự định như vậy á. Còn mọi người không? Có gì thì mọi người bình luận ở dưới coi mập làm vậy được không nha mọi người. Còn bây giờ thì mình đã xử xong con gà rồi. Nói chung là mập thích ăn cơm gà mà gà ta giống gì nè, cái da của nó đó. Rất là ngon luôn mọi người. Mập ăn xong rồi mập kết thúc clip tại đây nha. Mọi người nếu mà thích cái món ăn hôm nay thì mọi người hãy cho mập một like. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mập nha. Còn bây giờ thì mập kết thúc clip thôi. Hẹn gặp mọi người sau tối ngày mai. Bye bye.